Xin chào thân ái và quyết thắng. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi các bạn đến với video xếp hạng Run City. Và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Trong video của chúng ta ngày hôm nay, mình sẽ xếp hạng top 10 chú rồng Titan mạnh nhất Run City. Vì vậy rất mong các bạn có thể ủng hộ cho series này. Quá chuẩn luôn. Đầu tiên, mình xin phép trình bày về nội tại của những chú rồng Titan. Vì tất cả chú rồng Titan nội tại đều giống nhau, nên chỉ cần chúng ta nắm được đặc điểm đó thì việc xếp hạng còn lại là sẽ dựa trên các yếu tố thông thường thôi các bạn nhé. Thông minh lắm. Và nếu như các bạn chưa biết thì dòng Titan là một dòng boss đặc biệt thế hệ mới được xuất hiện đầu tiên, với hai bộ boss gồm tất cả 10 chú rồng trong bộ sưu tập và 3 chú rồng chung dòng đặc biệt nằm ở bên ngoài nha các bạn, kết hợp với cả một chú rồng Hellrid Titan đại diện. Làm gì đấy? Thì mỗi chú rồng đều có cho mình một nội tại, đó là khiên đỡ đòn chế độ 1-1, có thể đỡ được những đòn đánh đầu tiên bất kỳ của đối thủ cho dù đòn đánh ấy mạnh đến cỡ nào. Về lý thuyết thì như vậy, tuy nhiên thì khiên của chúng ta vẫn có nhiều hạn chế. Ví dụ như không đỡ được những đòn đánh thuộc dạng giật giật, trừ khi là không gây sát thương. Còn không thì những đòn đánh lan với những đòn đánh sát thương thấp cũng có thể làm mất đi tấm khiên này, dù cho chú rồng Titan của bạn đang ở vị trí nào. Tấm khiên này chỉ xài được một lần duy nhất trong trận đấu, sau đó rồng Titan sẽ giống như những chú rồng bình thường, và đó chính là đặc điểm của những chú rồng Titan. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với tiêu chí xếp hạng của những chú rồng Titan như sau. Tiêu chí thứ nhất, ưu tiên xếp hạng dựa trên các chỉ số cơ bản, đó là máu và đam. Chúng ta sẽ bỏ qua yếu tố speed nha các bạn, bởi vì điểm tốc độ có thể thuộc vào hàng tùy biến theo chiến thuật của từng đội hình. Tiêu chí thứ hai, dựa vào độ linh hoạt về hệ và meta. Nói cách khác là xem thử hệ của chú rồng đó có ngon không, có khắc chế và bị khắc chế như thế nào. Tuy nhiên, tiêu chí này cũng sẽ không vượt quá xa so với lại tiêu chí thứ ba, đó chính là dựa trên sát thương chủ động và sát thương tổng thể. Thì sát thương chủ động chính là chiêu thức bình thường có lượng sát thương mạnh nhất của chú rồng đó sau khi huấn luyện tại phòng tập Grim, hay còn gọi là Train. Và còn sát thương tổng thể đó là tổng sát thương tối đa mà các skill của chú rồng đó cộng lại với nhau. Ok, sau khi đã nắm rõ các tiêu chí rồi thì chúng ta hãy cùng nhau để với lại bảng xếp hạng top 10 chú rồng Titan mạnh nhất Run City. Mà vì sẵn tiện tất cả chú rồng Titan được lên sóng nên mình sẽ bắt đầu ở hạng thấp nhất, đó là hạng thứ 13, lường nhà mọi người. Top 13, Metal Titan. Đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng, nằm ngoài top 10, gọi tên chú rồng Titan đại diện cho hệ Metal chỉ vì anh ấy có lượng sát thương quá thấp so với tất cả những chú rồng còn lại. Cả ở lượng sát thương chủ động chỉ có 1k5 và lượng sát thương tổng thể là 5250 điểm. Dù cho chú rồng này có thể khắc chế được 7 hệ và bị khắc chế bởi 2 hệ, nhưng hầu như tất cả những chú rồng cùng loại cũng đều làm được điều này. Vậy nên anh ấy chấp nhận âm thầm đứng ở dưới đáy bảng xếp hạng và mong chờ một ngày đó sẽ có một người nào đó gọi tên. Top 12, War Titan Kragan. Dù là một chú rồng đại diện cho hệ World, một hệ rất nổi tiếng trong sự đấu tranh mãnh liệt vì chúng ta là hệ chiến binh mà. Thế nhưng không hiểu sao sát thương tổng thể của anh ấy lại chỉ có 5850 điểm, trong khi sát thương chủ động cũng đã đạt đến là 2k1. Và đáng lẽ ra anh ấy cũng không nằm ở dưới đây đâu các bạn nhé, mà bởi vì được bonus thêm quả chỉ khắc chế được 6 hệ, trong khi tất cả bạn bè đồng trang lứa ai ai cũng khắc chế được 7 hệ, nên War Titan chỉ còn cách là nắm tay chú rồng Metal Titan nằm ngoài bảng top 10 mà thôi. Mà vì điểm sát thương của chú rồng Metal Titan thật sự là quá thấp, chứ không thì vị trí đáy bảng xếp hạng thuộc về ai thì còn chưa chắc à nghe. Top 11, Tira Titan. Chịu chung số phận nằm ngoài bảng top 10 không ai khác, đó chính là chú rồng Titan đại diện cho hệ đất. Tira Titan cũng sở hữu cho mình bộ hệ có thể khắc chế được 7 hệ và bị khắc chế bởi 2 hệ. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng khi tất cả chú rồng Titan thuộc cấp độ Legend tiếp theo đều có được năng lực này.
Tôi thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Vì vậy khi mà đánh giá xếp hạng nhóm rồng tiếp theo thuộc cấp độ này thì mình sẽ gọi là xem xét đến là điểm sát thương chủ động và sát thương tổng thể nhà các bạn. Và vì điểm sát thương chủ động của chủ rồng Terra Titan là 1k950, còn điểm sát thương tổng thể là 6k, cho nên không thể so được với những chủ rồng tiếp theo. Vậy nên bây giờ chúng ta đã có bộ ba Sad Boy Titan nằm ngoài bảng xếp hạng top 10 rồi đó. Top 10 Sea Titan. Bây giờ chúng ta chính thức vào bảng xếp hạng top 10 và Titan đầu tiên trong bảng xếp hạng này chính là Sea Titan, đại diện cho hệ nước, có được điểm sát thương chủ động là 1k950, còn điểm sát thương tổng thể là 6k150, đã suýt xác dành cho mình vị trí top 10 khi có được một nguồn sát thương tổng thể, nói chung là cao hơn với Terra Titan một chút xíu. Có thật đây đã là một sự bất ngờ và một niềm vui của người nằm cuối bảng top 10, chứ không phải là nằm ngoài bảng ngang ngang. Được, hào án. Top 9, Electric Titan. Trong cơn dòng tố đang không ngừng kêu gào, ta thấy được một sinh vật tạo thành bằng dòng điện cực kỳ mạnh mẽ, và đó chính là hiện thân top 9 của chủ rồng Titan Electric. Với nguồn điện cao áp mang đến sát thương chủ động cũng là 1k950 và sát thương tổng thể là 6k9, Electric Titan vẫn luôn thể hiện sự tinh nghịch của mình qua những trò đùa vô cùng thú vị. Và có vẻ như là ngoài tạo ra điện thì nghề còn lại của anh ta chính là tạo ra tiếng cười. Top 8, Natural Titan. Với vị trí xếp hạng là top 8, Natural Titan tỏ ra rất thân thiện với tất cả chủ rồng khác, mang trong mình sát thương chủ động là 1k950 và sát thương tổng thể là 7k050, tính ra cũng đã là một sự bứt phá nhẹ về điểm sát thương tổng thể so với lại những chủ rồng bên dưới. Là đại diện của hệ lá, một hệ gần gũi với thiên nhiên, nên bề ngoài của chủ rồng này cũng rất là chill, một điều gì đó rất là thư giãn và thoải mái mỗi khi chúng ta nhìn vào, phải không các bạn? Ok. Top 7, Eye Titan. Lạnh lùng nhưng cool ngầu, đó là hai từ chúng ta có thể miêu tả về anh chàng Eye Titan, một Titan băng giá ở vị trí xếp hạng top 7 trong bảng xếp hạng. Và có một sự thật thú vị, đó là điểm sát thương chủ động và sát thương tổng thể của chú rồng này thật ra đều bằng với Natural Titan, cũng là 1k950 ở sát thương chủ động và 7k050 ở sát thương tổng thể. Vậy lý do tại sao Eye Titan lại được xếp hạng trước Natural Titan? What? Thì là do sức ảnh hưởng của skill băng của Eye Titan cao hơn. Đó là một skill băng cộng mà nhiều lần chúng ta đã thấy được uy lực của nó nằm trong top các skill đam thuộc khoảng là 1k950 được yêu thích nhất. Tuy nhiên, khách quan mà nói thì các bạn có thể xếp hạng cho hai chú rồng này vị trí ngang nhau cũng được. Cực kỳ thuyết phục. Top 6, Flame Titan. Sau khi tạm biệt với sự lạnh giá của sức mạnh Eye Titan, chúng ta tiếp tục đến với sức nóng Very Hot của chủ rồng Flame Titan. Đại diện cho hệ lửa, Flame Titan đã chinh phục vị trí top 6 cho mình bằng sát thương bùng nổ ở sát thương tổng thể, đó là 7k5, và sát thương chủ động vẫn là 1k950, mang trong mình một ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết và sự tự tin rực cháy. Flame Titan đã đến với lại thế giới Rock City đầu tiên so với lại các Titan khác, đánh dấu cho một bước phát triển mới. Top 5, Wind Titan. Từ một nơi sâu thẳm băng qua những hẻm núi, qua những cánh đồng muôn nghìn trùng, cơn gió đã mang Wind Titan đi khám phá khắp mọi nơi với sự tự do chưa từng có của một chú rồng, dù chỉ là cách chính và chỉ được xuất hiện sau cùng, nhưng xứng đáng đứng đầu các Titan bình thường cùng cát, vì anh ấy vừa mang trong mình 4 hệ gồm hệ gió đầu tiên mà vẫn khắc chế được tối đa 7 hệ, không bị trùng hệ nào. Chưa dừng lại ở đó, sát thương chủ động còn lên đến 2k3 và sát thương tổng thể là 7k4, quá xứng đáng với vị trí này. Phiêu du như một cơn gió, có thể Wind Titan đang ở một nơi nào đó và sẽ ngao du khắp thế giới rộng. Các bạn có nghĩ như vậy không? Top 4, Light Titan. Để với lại top 4 trong bảng xếp hạng thì chúng ta đã bước qua ranh giới mới của những chú rồng cách 10,
mở đầu trong danh sách này đó chính là chú rồng Light Titan, một chú rồng đại diện cho hệ ánh sáng trong cuộc chiến solo không hồi kết với chú rồng bóng tối. Vẫn nằm trong quy tắc khắc chế 7 hệ và sát thương chủ động là 1K950, thì nhưng tố còn lại là sát thương tổng thể của chú rồng Light Titan đó là 6K450, dù thấp hơn so với lại các chú rồng ở bên dưới, nhưng vì là cấp 10, một ranh giới mới chỉ số cao hơn nên hiển nhiên được xếp trên tất cả. Đúng là thiên phú tu luyện không cao nhưng có căn cơ và từ chức tốt. Top 3 Dark Titan. Đã đến với lại danh sách top 3 chú rồng Titan mạnh nhất, đó là điều mà Dark Titan rất mãn nguyện khi có thể chen chân vào trong danh sách này. Đại diện của hệ bóng đêm dù có một chút Dark, nhưng anh ấy có lượng sát thương chủ động lên đến 2K1 và lượng sát thương tổng thể là 6K750. Chính vì thế đã được xếp hạng trên chú rồng Light Titan một bậc. Tuy nhiên, cho dù là như vậy thì trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ là dễ dàng, và cũng rất khó để tìm thấy được hồi kết. Mày không hớt được bao con trai, Tobi không tình yêu. Top 2 Primal Titan. Vị trí top 2 trong bảng xếp hạng thuộc về chú rồng Primal Titan, một chú rồng đến từ thời Nguyên Thủy, mang một sức mạnh cổ đại nhất mà không phải ai có thể lý giải được. Với hệ Primal đầu tiên mà nãy vẫn có thể khắc chế được tối đa 7 hệ, phải nói là bộ hệ khá là ngon so với những gì bên ngoài mà chúng ta thấy. Sát thương chủ động lên đến 2K và sát thương tổng thể là 7K550, một lượng sát thương phải nói là tương đối cao. Như vậy, anh ấy đã có đủ cơ sở để xếp trên những chú rồng còn lại và thách thức với chú rồng top 1. Điều gì sẽ xảy ra giữa cuộc chiến của hai chú rồng ấy đây? Hãy cùng mình đến với vị trí top 1 nào! Top 1 Bùa Titan. Và vị trí top 1 của bảng xếp hạng những chú rồng Titan mạnh nhất đã lộ diện. Đó không ai khác mà chính là chú rồng Bùa Titan, hay còn được gọi với tên gọi khác đó là Tiên Nhân Khổng Lồ. Với pháp lực vô biên của mình, đến từ cả hai hệ thần thánh là Bùa và Lagan, có lẽ đây sẽ là một kèo rất là căng với chú rồng top 2, vì cả hai đều có thể là khắc chế nhau. Tuy nhiên, nhìn hệ ngon là như vậy, nhưng Bùa Titan lại chỉ có thể khắc chế được 5 hệ. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã bị trùng một hệ, thọt hơn so với lại chú rồng Primal Titan. Vậy điều gì đã đưa anh ấy đến vị trí top 1 này? Wait a minute. Không còn lý do nào khác thuyết phục hơn khi sát thương chủ động của anh ấy lên đến 2K6 và sát thương tổng thể là 8K750. Quá sức là cao để mà bù cho khuyết điểm đó, cộng thêm với việc được gia trì bởi hai hệ thần thánh và yếu tố phổ biến được yêu thích của mọi người, thì Bùa Titan mạnh dạn ngồi ở vị trí top 1. Nếu như đó chỉ là sự nhầm lẫn thì sẵn sàng dùng sát thương cách biệt của mình để chứng minh. À, thì ra mày chọn cái chết. Tuy nhiên, dù có là như vậy thì nếu như các bạn muốn đầu tư cho một chú rồng cơ động về hệ hơn và có hệ Primal thì các bạn có thể chọn chú rồng top 2, bởi vì dù là top 2 cũng không quá chênh lệch cách biệt so với lại chú rồng top 1 các bạn nhé. Top đặc biệt, hai ốc kết Titan. Và cuối cùng, chúng ta cùng đến với một nhân vật đại diện cho cả dòng Titan, vì mang trong mình sức mạnh chỉ số của một chú rồng Helric nên anh ấy trở thành tâm điểm cho cả dòng Titan, mặc dù dòng của anh ấy đang được đánh giá là xếp hạng ở dưới đáy xã hội. Thì so với những chú rồng Helric bình thường, hai ốc kết Titan vẫn có cho mình một số lợi thế nhất định. Và đừng xem nhẹ khi hai ốc kết có thể mặc cho mình bộ skin giúp anh ấy tăng sức mạnh, đó là có thêm một lớp kiên nữa là 2 nha. Và cả chỉ số lượng máu cũng được gia tăng lên 25%. Lúc này vai trò đỡ đòn của anh ta sẽ được phát huy vô cùng. Với 4 hệ bóng tối, điện, thép, đấu sĩ, hai ốc kết Titan có thể khắc chế được 6 hệ và sát thương chủ động là 1K950, sát thương tổng thể là 7K350. Dù có nói thế nào thì hai ốc kết Titan cũng là một biểu tượng mới đầu tiên cho chuỗi series rồng Helric đại diện cho các dòng đặc biệt, và sự mở đầu này sẽ dần được tiếp nối qua các thế hệ sau này. Liệu chúng ta có thể nhớ được hết tất cả các dòng mới đã ra mắt cho đến thời điểm hiện tại? Và liệu rằng các bạn có đăng ký kênh cho mình khi đã xem đến hết video rồi? Đó đều là những câu hỏi cho sự bắt nguồn này đấy. Ôi trời ơi! Và thế là chúng ta đã tìm hiểu về bảng xếp hạng top 10 chú rồng Titan mạnh nhất Run City.
các bạn có cảm nghĩ gì không? Và các bạn đã chuẩn bị cho các danh sách xếp hạng tiếp theo về những chú rồng trong Run City chưa? Hãy ủng hộ cho series xếp hạng của mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye! Chia sẻ cho thầy luôn! Các em, chia sẻ cho thầy đi!